Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Đâu? 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 Đâu rồi? Đi tao bớt đâu. Thôi bây giờ nằm đốc xã cho nha. Nha, đốc xã nha. Thôi bây giờ là nói vài tiếng vậy. Không sợ. Đâu? Không sợ. Nếu mà không khỏi là sao là không sợ. Đâu đeo tao hoài được. Đeo mấy chục năm rồi. Hả? Nó không phải là chiến sĩ vô danh mà nó một người chết quan chết tức, nó theo sát con này để nó chuyển thế mà con này chuyển làm vậy. Nãy giờ hiểu rồi, không biết nói chuyện là vô danh rồi, mày không biết nói chuyện tất nhiên là mày cái người không có đàng hoàng. Nếu người đàng hoàng phải xin tên, không có đàng hoàng không có xin tên, hiểu không? Thì chết quan chết tức ngồi thẳng lại chứ nó không phải là chiến sĩ. Chiến sĩ là bên đây ta có sẵn người nhận được cái không liền. Mày không phải là người chiến sĩ, mày là cái người chết quan chết tức. Mày bố một bút vô cái con này để cho mày mượn cái xác con này để mày đi quậy. Ngồi đó, ngồi tiếp chiều luôn đó. Ngồi luôn, cho ngồi luôn. À, sao? Có năng nỉ nhiều nha, quánh đau lắm à. Quánh tan xác lần nữa. Banh xác. Khỏi đầu thai luôn. Khỏi đầu thai. Nếu mà xích ra, vô một xin tên. Bây giờ hứa đi, hứa vô cốc nè, bây giờ nè. Có mà nghe gì tướng. Ông cốc sẽ đặt tên. Kiểu tính năng bằng kiểu. Đặt, đặt tên nè. Rồi cho vô, vô chùa, vô miễu. À, đi theo ông, theo mẹ cũng được. Cái không đừng rớ sức. Nè, ha, nghe ha, học ha, đặt tên đi. Sức rồi. Sức 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 rồi. Ngồi nè, nghe nè. Đi vô đó có con mã ra đi nè. Cái hầu. Ha, không được đi theo nữ này nữa. Cái gì mà quan được. Tại vì nó chết quan. Quan thì đồng chưa ý. Chưa tới luôn chết mà chết quan. Bây giờ nó nhận con này, nó mượn cái xác con này nó mới đi. Xác bây giờ. Nhưng mà con này không biết nó vẫn chuyển thế, chuyển cái gì. Hôm nay thì bữa nay gặp người ta rồi, gặp người gặp người gặp người để đi rồi. Đi đi nghe kinh nghe kể. Hiểu không? Hiểu không? Tại sao mà cứ quay? Cái chết mệt lắm rồi, đi sao mệt đâu. Đừng sợ cái còn cái chiêu 36 này nó quánh cái đùi. Tại vì mày không còn cái gì hết. Nghe. Nghe, dựa vô đây nè, ngồi nói chuyện với tôi. Ngồi đó. Mở qua. Đừng có giận nha. Đừng cứ để nổi điên lên đó. Chuẩn bị nổi điên rồi nè. Nãy giờ năn nỉ nè. Đừng có theo hoài được. Bây giờ nè, nói cho cậu nghe nè. Tôi rước cậu đi. Cái vô ba cái trong cái người. Nha. Cậu đi còn không có theo nữa. Giống con nữa. Dâm là không có ở với người nữa. Nó mới dâm kia mà dâm con nữa. Dâm con kệ nó, dâm con nó sao. Bây giờ nắng nó lớn nè. Cậu thương thương cái gì? Không thể thương được. Trời rõ ràng luôn. Không. Người với người chúng ta mới thương nhau. Còn mình là người có mặt với ngoài. Phải đi. Cậu quyết định cái chuyện này. Hôm nay xin thật, ai di đọc hả? Mẹ ơi, cuộc đời cắt ngay cái chuyện này. Mà lâu quá. Tôi năn nỉ cậu rồi, nghe không? Cậu đừng bán ở trong này. Không có ai bận gì hết, biết cậu rồi. Cậu nghe này đâu có gì. Cậu để cho người ta có gia đình, nuôi con, nuôi cá, có chồng con người ta. Để cho người ta có hạnh phúc. Vì hai vợ chồng ta mới chung vô ngủ, nó nằm ở giữa này. Hai vợ chồng gây lộn. Vừa vô là gây lộn. Mà mới ngồi cũng nói chuyện câu câu trước tôi sao phải đứng lên lên gây lộn. Tôi nghe là cởi cởi vợ đi nhà chồng luôn. Nghe nó vậy luôn cái ông. Tớ đồ ra thôi, gây lộn đi bỏ đi ra. Thế nó ngồi vậy cái gì? Cái này gạt người ta nè. Bỏ lại xuống. Ai gì đọc bật? Mẹ không mẹ chứng Nam mô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi. Phật cái gì không ai bắt cậu đâu. Tôi bắt cậu chi? Sanh của tôi còn không xong nữa mà cũng bắt cậu làm gì thôi. Nam mô Di Đà Phật. 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 Rồi bữa nay gặp mẫu rồi, gặp mẫu rồi. Gặp mẫu, mẫu gặp mẫu bố cổ rồi. Nam mô Di Đà Phật. 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 Không có nhờ, không có nhờ hoài. Mấy cái phát xác này nó mệt rồi. Xác này đi còn 3 năm nữa mất xác. Bắt đi 3 năm rồi. 3 năm nữa con này quỷ. Trời ơi lắm đó. Ảnh vô cung rồi. Dẫn luôn mà, bắt xác luôn mà. Lấy luôn bắt xác luôn. Thôi.
Không có Nam Mô Di Đà Phật đâu mà đừng gạt tao. Cái ông này, cái ông ba vợ nó đi gạt Nam Mô Di Đà Phật chó hết á. Mắc cười quá. Cho Nam Mô Di Đà Phật làm gì? Nam Mô Di Đà Phật. Đúng là Nam Mô Di Đà Phật. Không có Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Không. Giờ làm sao? Bây giờ mới hứa. Bây giờ làm sao? Cho cái sáng này ra. Cho cái sáng này tươi lên. Cho cái sáng này đẹp lên. Không để đi. Cho cái sáng này đẹp lên. Cho đứng kế bên mà không được nhập sát, có hiểu không? Bây giờ tôi ra cái điều kiện. Cho đứng kế bên chơi, nhìn sát thôi chứ không được vô. Không được. Phải đi ăn học chứ không ở gần. Bước đầu tiên. Thôi đi học đi. Tôi Thái Bình Soi đi. Đúng không? Tại sao? Sao? Khóc cái gì? Thương cái gì? Tôi ngủ chung nữa tự. Cho mượn dịnh qua đây nè. Hả? Kém giữa, ông chồng nằm bay đúng không? Đây nằm ở giữa, ba người ngủ. Hả? Hai vợ chồng tính làm ăn mà là hút liền. Đó. Không có thấy cái mặt. Giờ cái xác này mệt rồi. Không có thấy cái mặt. Mấy mấy thằng 3 năm nó dẫn xác luôn. Không có thấy cái mặt nó. 3 năm nữa nó cho xác đi luôn. Không. Không đi. Giờ để sao? Ngủ về giật chết đi. Không thích. Không thích hả? Ha ha, mắc cười quá ha. Không thích. Giờ kia thiếu gì người rồi lấy đi. Tại sao lấy cái xác đi hết. Ủa kia đóng về nó đứng nó thấy kìa. Nè. Mày tự nhiên nó nở. Tất nhiên. Tại vì cái xác nó mấy đứa chồng của con. Hiểu không? Mình nếu thương xác là phải độ xác. Chứ không phải thương xác mà dẫn xác đi. Dẫn xác đi á là không có đầu thai chuyển thế. Bị đánh banh xác. Dẫn cướp mạng người ta. Trời ơi, nặng đầu quá. Nặng đầu hả? Thì cho nặng luôn. Tôi biết rồi, tôi biết bệnh rồi. Thì cho nặng luôn. Đừng làm bộ. Không nghe. Nói cho gạt hoài. Gạt hoài. Không có Nam Mô Di Đà Phật. Nghe Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Mày xạo. Nếu mà biết Nam Mô Di Đà Phật á, là mày đã bỏ cái xác đi rồi. Hả? Cái người mà biết Nam Mô Di Đà Phật á, là bỏ xác ra. Trời, đừng nói ở giữa nha. Hất một cái là banh tới kia đó. Nghe. Nếu mà Nam Mô Di Đà Phật, nếu mà dám nói, nếu mà dám nói 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật, tất nhiên là không cái dọc cái xác này đã bình yên rồi. Mà đã nói tiếng Nam Mô Di Đà Phật, mà hành xác tất nhiên là dân lưu manh. Không có lưu manh. Không có lưu manh cho ôm xác người ta. Rồi 3 năm nữa dẫn xác người ta đi luôn. Cái chuyện đó không cướp xác được, cướp mạng người ta. Chơi gì kỳ quá. Đúng ra ngày hôm nay á, tao về tới đây, tao chỉ nhờ ông thầy làm tất cả, tao không đụng vô. Tại tao nói tao đi chơi là tao đi chơi. Tao muốn đi chơi tao mà nhức đầu gì, nhức đầu gì mà nhức đầu. Hả? Nhức đầu hả? Nhưng mà tao không đụng, hiểu không? Nói chuyện đi, tao nói chuyện đi. Đó. Tiếp diễn cho con. Nhức đầu quá. Không đâu đi. Cái phụ bên đây. Một người mà một người làm đợi cái người cắn cái thằng này đâu. Nhức đầu quá. Nhức đầu không? Nhức đầu. Bây giờ muốn không nhức đầu không? Không nhức đầu đi theo ông cháu. Chịu không? Bây giờ ông cháu đặt tên đàng hoàng. Hứa cho ông cháu đi. Bây giờ nè. Nè. Rồi vậy mở nhãn ra. Mở nhãn nghe ông cháu nói nè. Mở nhãn ra. Đừng có trốn. Bên kia người ta dễ thương không? Nói cho bây giờ nè, bây giờ nè. Ra đứng thuốc coi. Cũng nào đứng thuốc vậy? Bên đây nè. Bên đây là cái ông này nào quánh thiệt đó. Cái tôi không quánh ai á. Đừng nói lại, cứ buông đi. Cãi. Không cho nó vậy đâu. Không, buông đi. Không sao đâu, tôi nói chuyện nha. Bây giờ hứa với tôi nè. Giờ tôi đặt tên rất là đẹp. Chịu không? Bây giờ đặt tên gì? Đặt tên Lưu Linh. Không. Đặt tên cậu Hên nha. Chịu không? Cậu Hên đi. Nha, bả tên gì? Chịu tả. Biết. Thiếu tá. Thấy không? Vụ mới ra. Chiến sĩ. Thiếu tá. Thấy không? Thiếu tá. Rồi. Thiếu tá. Nè, vậy là thầy của tôi rồi. Thầy của tôi rồi. Xét rồi, xét của tôi rồi. Chỉ quen là xét của tôi rồi. Tôi còn cấp nhỏ lắm. Buông. Không buông. tên gì nhớ tên không?
sự vắng hỏi cho nào mới ra tiếng ông này tôi nghi ông này ông quận trưởng quận Thủ Đức quá phải không ông ở đây không ở xa lắm không xa lắm dùng sâu dùng xa ông thiếu tá nè là cấp chỉ huy của tôi biết nha thôi giờ đây huynh đệ chia binh mà ha chẳng qua là ông không có cái kinh nghiệm để sống đó cái mảng phần rồi còn bây giờ là tôi cũng là lính thôi quan nhỏ 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 ha giờ nay gặp ông rồi tôi mừng lắm huynh đệ mà nha thế thì ông đừng đi theo cái nữ này nữa ông nghe là tôi đi ông về cung ông tam đứa ông quan thánh đó ông cầm binh cho ông nha về về đó cỡ con mã đỏ ha bận áo dạng ra chiến trường ha đi theo ông học đạo nha diệt tà diệt đồ nha thôi chứ bây giờ là nhức đầu quá nhức đầu cái gì nhức đầu quá nhức đầu quá nhức đầu đầu đi bây giờ nè bây giờ đau đâu nè đau đâu rồi 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 tam tới ông ba thánh có cung mà ông áo đỏ thấy không nghe nè nghe nè cốc nói nè đặng cốc xả đi nè nghe nè mở con mắt ra mở nhãn ra đi về cung tam tới ông ba thánh ông cốc đâu có làm cái gì đâu mà làm cái ghê vậy làm gì á ta tưởng chắn tình chơi đậu quá rồi rồi ông cốc xả giá lại rồi nè hết rồi liền chưa điền chưa điền chưa phải không nó phải đau rồi ha rồi bây giờ lại đã mày cho ai gì đợt nè cậu Hinh nè cậu Hinh là nghe cốc nói nè buông tay đi buông ra trả ra không sao đâu nè cậu nè sống côn thác thiên bây giờ đi về, về cùng tam đức ông ha nè mở mắt ra nói chuyện về cùng tam đức ông quan thánh không học ha làm đệ tử ông nha không nhớ không cỡ mạ đi chinh chiến nha nha chịu không vui không vui lắm đâu rồi về đúng ai về cung ông nha rồi rồi về cung ông nha rồi về cung ông nha không cười rồi không rồi cậu lên nha không từ đây nè cậu hứa với dương cốc đi cô này tên gì cô Oanh nè từ đây nè từ đây nè không từ đây nè về sau không theo cái nữ banh này nữa chịu không chịu không từ đây về sau không theo cái nữ banh này nữa chịu không đi về cũng ông nghe không học nha làm đệ tử ông nha không khóc đi khóc đi cho khóc đi buồn lắm mà xa thôi đi về cùng ông nha không đầu hồn nha không làm lính ông nha không nha mình là chiến sĩ cậu hên đàn bà nhớ hên nha rồi đi về cung ông học ha hầu ông ha rồi đi về đồ hộ của nữ này nhau
trả lời nhau, không có theo đuổi này nữa nhau nha, nha hứa ha. Rồi giơ tay lên nữa, từ đây về sau tôi là cậu hơn, không theo nữ của anh này nữa, chịu không? Nói, mở miệng nói đi. Tôi cậu hơn hôm nay ngày 16 tháng 6, ông Cốc đặt tôi là tên Hơn. Nói đi, tôi tên Hơn. Tên Hơn nói tôi không có theo nữ của anh này nữa. Nếu tôi theo nữ của anh này đó, trời mưa sấm sét đó, cậu đánh tan xác, đánh thành ngã quỷ, biết không? Chịu không? Chịu không? Thì giơ thẳng tay lên, hứa với danh dự đàng hoàng ha, không theo nữ này nữa nghe chưa? Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!